cô góp ý thế thôi. Chứ cô hiểu là trong thâm tâm của cháu, cháu thương và lo cho Hiếu rất nhiều. Cười lên đi, gì mà căng thẳng thế. Đấy, thế có phải đẹp trai không? Trông như cây cột điện nở hoa. Mà cây cột điện nở hoa định bao giờ thì tái hôn đấy? Thật sự cháu chưa nghĩ đến chuyện đó. Công việc hiện tại của cháu đang nhiều, cháu phải tập trung cho công việc. Nhưng thế nào thì cũng đừng vì nhầm người một lần mà không lo gì cho tương lai của mình nữa. Cháu phải biết là cháu lo một nhưng cô và bà lo 10 đấy nhá. Tôi Trần Đình Hiếu, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi có mặt. Được, các đồng chí đứng nguyên vị trí. Các đồng chí có biết tôi gọi các đồng chí ra đây có việc gì không? Đồng chí Hoàng. Có. Hay là đồng chí nghĩ rằng tôi gọi đồng chí ra đây là để an ủi trái tim đang tan vỡ của đồng chí, vì cô người yêu trong tưởng tượng của đồng chí đi lấy chồng nào? Em chào anh ạ. Cậu Văn à? Dạ. Anh họp xong rồi hả anh? Dạ. Anh đúng là con người của công việc, vừa về thắp hương cho bác, thế mà lên đây nhá, là vào việc luôn. Thôi, có chuyện gì nói luôn đi. Em có ít cá suối, kho đúng cái vị mà ngày xưa chị Linh hay kho cho anh nhá. Dạ, em gửi anh. À, đây nữa. À, em biết là anh thích gia vị, cho nên nhá. Đây, đây hàng loại 1 anh nhá. À, hạt dổi với cả mắc khén. Dạ. Em cũng chỉ mong sao cái bữa cơm gia đình của anh thêm phần nhớ, thêm phần thú vị ạ. Dạ. Gửi anh. Thú thật với anh mới lên, mấy lần là em thấy anh nói chuyện với cả anh em trong đồn trong trạm ấy, thì anh cũng không bao giờ nhắc đến cái chuyện hôn nhân của anh, cho nên là có bao giờ em gọi anh là anh rể đâu, để tránh mọi điều tiếng anh ạ. Thế giờ khác à? Vâng anh. Bởi vì là anh em ở trong đơn vị đều biết em là em vợ của anh rồi mà. Chúng tôi vừa bắt giữ được một xe vận chuyển 1.200 cây thuốc lá lậu. Qua khai thác nóng, đối tượng là Lò Văn Uốn, người trực tiếp áp tải hàng. Số thuốc lá lậu này được vận chuyển từ bên kia biên giới qua khu vực cột mốc A13 gần trạm biên phòng Luồng Kéo. Sau đó tập kết lên xe tải, vận chuyển vào nội địa và bị chúng tôi phát hiện bắt giữ. Đối tượng Uốn khai được tổ kiểm soát trạm Luồng Kéo cho qua anh ạ. Chúng tôi muốn các anh cùng phối hợp hỗ trợ để điều tra xác minh theo lời khai của đối tượng Uốn.